nhỉ? Tôi test cục dàn có chức năng giải mã, nghe nhạc mạng, lấy tín hiệu từ đường quang các thiết bị số và đang chạy đĩa CD. Ngoài CD còn làm bông ly nữa. Đây đang chạy đĩa CD. Đây là deck bằng. Nói chung là đọc ngon. CD đọc tốt. Bây chuyển sang chế độ giải mã thì phải cắm dây tín hiệu vào đây. Dây tín hiệu sẽ cắm vào đường in. Và đây là đường ra. Ra âm ly khác, nghĩa là xuất tín hiệu âm thanh ra âm ly khác. Đấy, cơ bản là như vậy. Sẽ chuyển sang chế độ giải mã. Cái này bên trên thì nó xước bẩn, còn quan trọng mặt tiền vẫn ok. Góc cạnh không xước bẩn này. Chuyển sang bỏ đĩa ra này. 2 triệu đồng cục như thế này. Chức năng giải mã, chuyển sang chế độ digital. Lấy tín hiệu số hoặc quang từ các thiết bị khác có đường phát quang ra. Như đây là giải mã và xuất âm thanh ra một âm thanh khác.